Bây giờ chúng ta cùng chào đón top chính của bước nhảy ngàn cân. Quang và Thùy Lâm. Anh Nguyệt và Tinh Long. Anh Việt và Xuân Thảo. Thủy Thiên và đại diện Sơn Long. Minh Thảo và Lâm Vinh Hải. Huyền Thanh và Quang Đăng. Anh Khoa và Úc Thanh Tôn. Xin chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình Dance Your Face Up, bước nhảy ngàn cân. Tiết mục nào để lại ấn tượng với họ nhiều nhất? Xin mời. Đúng vậy, thật ra thì cái sự tranh cãi đó hay là nhầm xí xí. Hưng, bây giờ cho nói cái này trước. Hãy dùng cái chữ kính lão đắc thọ là cái giàu cái đó qua anh là nhà quân quốc liền. Em chưa hề thấy anh già, cho nên em không cần phải kính lão. Đó. Anh trẻ với sợ luôn. Anh trẻ lắm. Dạ, em nhìn em tưởng là em của em luôn đó. Trong chương trình. Cảm ơn anh Hưng, cảm ơn anh Hưng. Rồi, nói thì nói chứ anh Linh nói. Chưa có gì trật hết trơn, anh Linh nói đúng. Dạ thưa anh Linh, em xin được nhường anh nói trước. Anh Trường Giang, em nghe nói là gu thẩm mỹ của anh rất là cao cấp. Vậy thì ca sĩ nào là người anh yêu thích nhất ở Việt Nam? Cái đó ai cũng biết là anh Đàm Vĩnh Hưng rồi. Ai cũng biết mà. Anh có thuộc được ca khúc nào của anh Đàm Vĩnh Hưng không? Em phải hỏi là có bài nào của anh Hưng mà anh không biết không? Biểu diễn bài đi mới tin. Đừng, em đừng bắt anh phải biểu diễn trên sóng truyền hình. Bởi vì khi bầu số họ thấy anh hát giống thì họ mời anh, không mời anh Hưng nữa. Hiểu không? Cái khó cho anh Hưng nè. Anh Hưng có muốn mời anh Trường Giang? Vâng, chủ nhân đã đồng ý. Ngại ghê, cứ bắt mình phải làm những cái sở trường hoài. Một tràng pháo tay cho nam ca sĩ Đàm Vĩnh Giang. Trộn đuổi mà rồi. Em là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc, anh giấu yêu hơn. Nhưng anh ước gì? Thôi nghĩ đi. Nếu Đàm Vĩnh Hưng nó hát mười mấy năm trước mà nó hát kiểu đó là giờ không có nó rồi. Anh công bằng á. Làm quá vậy Giang. Có anh Hưng là, nhưng anh ước gì? Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai. Anh đi hát á, cái tiền show thì ít mà cái tiền đền micro thì nhiều, tức là giăng luôn, giăng cái micro xuống đất luôn. Dạ em kể gì bây giờ, em nói anh mới biết mua micro riêng luôn rồi. Dạ.